Thưa quý vị, liên quan đến việc xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam 5 cựu tướng lĩnh và 2 sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng cảnh sát biển. 5 tướng lĩnh bị bắt gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu Phó Chính ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu Phó Tư lệnh Cảnh sát biển cùng bị khởi tố bắt giam, còn có Đại tá Nguyễn Văn Hưng và Thượng tá Bùi Văn Hòe. Ông Hưng từng giữ các chức vụ chủ nhiệm kỹ thuật và Phó Tư lệnh Cảnh sát biển. Ông Hòe từng giữ chức vụ Phó trưởng phòng tài chính thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là nhóm các đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hoạt động tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác. Tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu, chỉ huy thành lập ở nước ngoài, có nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bạo động vũ trang chống phá nhà nước Việt Nam. Thời gian gần đây, các đối tượng cốt cán gồm Lâm Ái Huê, La Ngọc Duyên, Nguyễn Thị Đăng và Tôn Hoàng Vũ liên tục lôi kéo, hướng dẫn đăng ký tham gia tổ chức và chỉ đạo thực hiện các hành vi chống phá. 12 bị cáo trong vụ án đã tăng cường các hoạt động nhằm tuyên truyền lôi kéo người khác tham gia tổ chức khủng bố, thực hiện trưng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Hành vi của các bị cáo được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác như Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum. Trong vụ án này, 9 bị cáo gồm Trần Thị Ngọc Xuân, Nguyễn Thanh Soan, Nguyễn Thị Kim Phượng, Lương Thị Thu Hiền, Yihon Yenun, Y Phương Dinh Rie, Nguyễn Minh Quang, Hồ Thị Xuân Hương và Lê Ngọc Thành bị truy tố theo khoản 1, điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 3 bị cáo Y Túc Cơ Nôn, Phạm Hổ và Trần Văn Long bị truy tố theo khoản 2, điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Phiên tòa dự kiến xét xử tới ngày 19 tháng 4.